Đấu La Đại Lục phần 2 tập 53, trận chung kết phần 2, tuyệt thế đường môn. Không khí xung quanh hắn như là bị ảnh hưởng cũng là trở nên trầm trọng. Mái tóc vàng trong nháy mắt biến thành màu trắng xen lẫn đen, trên trán hiện lên các đường vân tạo thành chữ vương. Hai tay của hắn biến hóa rõ ràng nhất, lúc này hai tay đã làm to hơn gấp đôi rồi, lông trắng bao phủ toàn bộ bàn tay, làm ngón tay sắc nhọn không ngừng có giãn, nhưng ngón như là những lưỡi dao dài 8 tấc lóe ra ánh sáng sắc lạnh. Hai mắt của đứa hoa bân hóa ra màu lam, khiến cho người ngoài nhìn vào chỉ là thấy cảm giác chết chóc. Từ chân hắn, ba luồng ánh sáng, một vàng hai tím dần dần lan tỏa. Hồn lực hung hậu dâng trào, Vũ Hạo nhìn thấy vũ hồn Bạch Hổ lập tức là cắn môi. Nếu vũ hồn của hắn không bị biến dị, nếu vũ hồn của hắn cũng là mạnh mẽ như vũ hồn Bạch Hổ thì lúc trước ở phủ công tước đã là công bị chèn ép. Một đại tử trực hệ bình thường, khi mà có được vũ hồn Bạch Hổ sẽ là được ủng hộ và tạo mọi điều kiện để phát triển. Huống chi hắn là con trai của công tước Bạch Hổ nữa, có điều chỉ là con của vợ kế mà thôi. Hai cô gái bên cạnh đứa hoa bân cũng là có biến hóa. Chu Lộ ở bên trái thì là đôi mắt trở lên thâm ảo, hai tay dựng thẳng lên, thân thả dài ra. Ở mỗi ngón tay lại xuất hiện ra từng lưỡi đào sắc bén, không mạnh mẽ như là đứa hoa bân, mà là nhẹ nhàng như là hư ảo. Tuy tốc độ của Chu Lộ lúc này vẫn là không vượt qua đứa hoa bân, nhưng mà khi thân thể di chuyển cũng là đã để lại tàng ánh. Cô gái tóc hồng lại là càng kỳ lạ. Sau khi phóng thích ra vũ hồn thì là một cô bé chỉ là tầm 12 tuổi liền hóa thành một thiếu nữ 16-17 tuổi. Mái tóc đỏ rực như là một con sóng không ngừng dài ra, đôi mắt trở lên trong suốt, hai tay cũng là trở thành nhọn dài. Khuôn mặt cực kỳ là xinh đẹp, kỳ lạ ở chỗ là phía sau của nàng xuất hiện ra ba đuôi màu hồng. Mỗi chiếc đuôi dài khoảng một thước không ngừng khoe phẩy dưới ánh nắng chiếu, khiến cho người khác không nhịn được mà muốn vuốt ve. Hai mắt của cô bé cũng là sáng lên nhẹ nhẹ, nếu không chú ý sẽ là không phát hiện ra được, hai mắt của Vũ Hạo đã là lóe sáng. Thân thể của Thổ Nhã Khiết chấn động rồi sắc mặt cũng là thay đổi. Vũ hồn của cô bé trong nhóm thú vũ hồn cũng xem như là một loại cực phẩm. Vũ hồn chính là cửu vĩ hồ, mỗi khi có thêm một hồn hoàn thì có thêm một cái đuôi. Thực lực cũng là mạnh mẽ hơn, hồn kỹ thứ nhất của cô bé là mị hoặc, hồn kỹ vừa rồi cũng chính là nó. Cô bé sử dụng mị hoặc đánh vào tâm thần của Vũ Hạo nhưng mà lại là không hề tạo ra ảnh hưởng gì. Vũ hồn cửu vĩ hồ là trung gian của vũ hồn hệ tinh thần và hệ cường công, phương hướng tu luyện của cô bé cũng là theo đó mà tăng tiến. Vũ hồn linh mâu của Vũ Hạo lại là thuần túy thuộc về hệ tinh thần, vì thế hệ mị hoặc của Thu Nhã Khiết rất là khó tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Cũng trong một nháy mắt này, khoảng cách giữa hai bên còn là khoảng 10 thước, hiệu quả của kiểu phượng lai nghi tiêu bắt đầu phát huy. Tốc độ của đối hoa bân bị giảm đi vài phần, Chu Lộ bị ảnh hưởng rất là lớn, cái tăng ảnh vừa tạo ra lúc này đã là mất đi hai cái. Khoảng cách ngày càng gần, lúc này ba người đối hoa bân đã là tiến vào phạm vi của tinh thần tham trác, ngay lập tức là toàn bộ hành động của ba người hiện rõ trong đầu của nhóm Vũ Hạo. Đối hoa bân tấn công đầu tiên, sau đó thân hình của Chu Lộ lóe lên, tốc độ dưới sự ảnh hưởng của cửu phượng lai nghi tiêu vẫn là có thể tăng lên vài phần, rồi thân thể lao thẳng về phía của Vũ Hạo. Ba người nhóm Vũ Hạo giật mình kinh ngạc, cả nhóm đã từng tìm hiểu về vũ hồn u minh linh miêu của Chu Lộ, nhưng mà lúc này Chu Lộ xem như là chiến hồn sư hệ mẫn công có tốc độ nhanh nhất mà bọn họ đã từng gặp. Nếu không có cửu phượng lai nghi tiêu thì chỉ sợ rằng bóng của nàng mọi người cũng là không kịp nhìn. Ngay vào lúc đó, đối hoa bân cũng là gầm lên một tiếng rồi phát động công kích. Ánh sáng bạc hội tụ lại đỉnh đầu, hồn hoàn thứ hai sáng lên rồi một cột sáng xuất hiện phía sau của Vương Đông. Ý đồ của hắn là buộc Vương Đông phải đỡ đòn của mình và không có cơ hội ứng cứu Vũ Hạo. Thổ Nhã Khiết lại đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu, mị hoặc vốn là tấn công Vũ Hạo lại chuyển sang hướng nhằm vào Tiêu Tiêu. Ba người phối hợp vô cùng ăn ý, dùng thế mạnh của mình đánh vào điểm yếu của từng người nhóm của Vũ Hạo. Thổ Nhã Khiết dùng mị hoặc ngăn chặn cửu phượng lai nghi tiêu, tạo cơ hội cho Chu Lộ tăng tốc giải quyết Vũ Hạo. Còn trong khi đó thì Phương Đông đã bị đứa hoa bân kiểm chân. Tính toán của đứa hoa bân rất là hợp lý, cả ba người đều là dùng thế mạnh của mình mà lại là còn dựa vào chênh lệch tu vi mà chọn đối thủ để giành lấy thắng lợi. Chỉ có một điều cả ba không ngờ tới, hồn kỹ tinh thần tham trác của Vũ Hạo. Khi mà Thổ Nhã Khiết vừa chuyển mục tiêu thì Vũ Hạo đã là hành động rồi, hắn không liên thủ với Phương Đông là vì với tình huống này là ba chọi ba. Nếu hắn tiến đến giúp đỡ Phương Đông thì đối phương sẽ là có một người thoải mái, linh hồn trùng kích, mục tiêu chính là Thổ Nhã Khiết. Vũ Hạo lựa chọn thời cơ công kích cũng là vô cùng chuẩn xác. Mặc dù Thiên Mộng Băng Tầm đã là cảnh cáo việc hắn sử dụng ra kỹ năng cắn trả, nhưng mà nhờ có tinh thần tam giác hỗ trợ nên hắn đã là tìm được đối thủ có phòng ngự tinh thần yếu nhất. Lúc mà Thổ Nhã Khiết vừa dùng mị hoặc công kích Tiêu Tiêu cũng là vừa lúc Vũ Hạo tấn công, cũng là kỹ năng công kích tinh thần, nhưng mà yêu khuyết điểm của cả hai là rất rõ ràng. Mị hoặc của Thổ Nhã Khiết muốn phát huy ra tác dụng thì là phải khiến cho đối phương nhìn vào hai mắt của mình, còn tinh thần trùng kích của Vũ Hạo thì là có thể công kích đối phương một cách bất ngờ. Thổ Nhã Khiết thét lên một tiếng, cả đầu như là bị kim châm đau đớn vô cùng, cô bé lảo đảo suýt tí nữa thì ngã xuống.
Nhưng dù sao tinh thần lực của Thôi Nhãn Khiết cũng mạnh hơn hồn sư bình thường rất là nhiều. Vũ Hạo lúc này lại là không được Hạo động lực phụ trợ, lên một kích vừa rồi chỉ đủ để ngăn chặn thế công của cô bé mà không hề gây lên thương tổn. Khi mà Vũ Hạo hành động thì Tiêu Tiêu cũng là sử dụng ra Tam Thiên Chấn Hồn Đỉnh, đại đỉnh bay thẳng đến trước người của Vũ Hạo rồi hạ xuống chặn đứng Chu Lộ. Chu Lộ lập tức là lách người né tránh, nhưng mà Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh lại là phân ra làm ba, rồi lập tức là đập vào nhau, đỉnh chấn đáng. Ầm một tiếng, từng đợt sóng gợn không ngừng lan tỏa tạo thành một lá chắn trước mặt của Vũ Hạo. Mặc dù tốc độ của Chu Lộ cực kỳ nhanh, nhưng mà với sự việc diễn ra quá nhanh nên chỉ là có thể chờ mắt nhìn hồn kỹ của đối phương phát động rồi làm gián đoạn hồn kỹ thứ nhất của bản thân mà thôi. Cuối cùng Chu Lộ dốc hết sức lùi lại, may mắn thoát được đợt sóng âm của đỉnh chấn đãng. Ngay vào lúc đó một tiếng lổ khác lại là vang lên, Vương Đông kêu to đau đớn rồi thân thể lùi về phía sau bên cạnh của Vũ Hạo. Hồn kỹ thứ nhất của hắn vừa va chạm với hồn kỹ thứ hai của Bạch Hổ Liệt Quang Ba của Đới Hòa Bân đã là ăn lỗ lớn rồi. Hai cánh của Vương Đông chấn động kịch liệt, ánh sáng từ hai cánh vốn là mãnh liệt lúc này lại là chập chờn, thậm chí là mũi và khóe miệng của Vương Đông đã xỉ máu. Sự chênh lệch hồn lực đã là rõ ràng rồi. Đới Hòa Bân không để cho đối phương nghỉ ngơi, giống to một tiếng rồi vọt đến trước. Hai mắt gần lóe lên, Thổ Nhã Khiết lúc này đã là nhẹ nhàng ẩn người sau lưng của Đới Hòa Bân để tránh khỏi công kích của Vũ Hạo. Đới Hòa Bân không những là dũng mãnh mà kinh nghiệm chiến đấu cũng là vượt xa ba người Vũ Hạo. Thân thể hắn xông lên, hồn hoàn thứ nhất cũng là phát sáng. Một tầng ánh sáng màu bạc xuất hiện bao phủ toàn thân, vị trí đầu lại là được quầng sáng đặc biệt bảo vệ để đề phòng Vũ Hạo. Đây là hồn kỹ phòng ngự của hắn, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng. Hồn kỹ này không những là có hiệu quả phòng ngự tốt mà còn có thể tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Lúc trước khoảng cách giữa hai bên đã rất là gần, trải qua một đợt va chạm đầu tiên đã là gần như là sát nhau. Đới Hòa Bân nhảy một cái đã là đến trước mặt của Vương Đông, hồ trào vung lên chụp vào mặt của Vương Đông. Chu Lộ phía bên kia lại không ngừng di chuyển tránh lén Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh, tốc độ của Chu Lộ lúc này cực kỳ nhanh. Cho dù được Cửu Phượng Lan Nghi Tiêu và tinh thần tham chắc cộng hưởng hỗ trợ, nhưng mà Tiêu Tiêu vẫn là phải tập trung toàn bộ tinh thần mới có thể ngăn chặn được không cho Chu Lộ tiếp cận Vũ Hạo. Lần đầu giao chiến Vương Đông đã bị đánh lui, lúc này Đới Hòa Bân cố gắng tiếp cận rõ ràng là đang chiếm ưu thế. Cả hai đều là chiến hồn sư hệ cường công nhưng mà phương thức chiến đấu lại là khác nhau. Quang Minh Lữ Thần Điệp của Vương Đông thiên về tấn công bằng vào năng lực, vì thế hồn kỹ thần quang của hắn cũng là vô cùng mạnh mẽ. Còn Vũ Hồn Bạch Hổ lại là thiên về cận chiến, thế nên khoảng cách hai bên càng gần thì là Đới Hòa Bân lại là càng có lợi. Nhưng mà lúc này Đới Hòa Bân lại là khá kinh ngạc, Vương Đông không dùng hồn kỹ thứ hai để chống đỡ mà là chỉ ổn định lại thân thể rồi tiếp tục dùng Xí Rực Chắc Đào nghênh đón. Đới Hòa Bân hừ lạnh, hai hổ trảo trực tiếp đánh vào cánh đào sắc bén của Vương Đông. Hắn vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân nên muốn dựa vào đó mà đánh tan vũ hồn của Vương Đông. Khi mà hổ trảo và chắc đao chuẩn bị va chạm thì Đới Hòa Bân đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Hắn phát hiện ra hai cánh đao của Vương Đông có màu lam lúc này lại chuyển thành màu vàng. Biến hóa tuy là không lớn nhưng ánh vàng này lại có khí tức nguy hiểm. Kinh nghiệm chiến đấu của Đới Hòa Bân vô cùng là phong phú nên lập tức là phản ứng lại. Hai hổ trảo đang đánh tới lập tức là dừng lại, đuôi phải dùng lực sổ đạp mạnh xuống đất khiến cho thân thể đang xông thẳng lên chuyển hướng sang bên sườn. Ngay lúc đó, hồn kỹ thứ hai Bạch Hổ Liệt Quang Ba lại phát động đánh vào bên sườn của Vương Đông. Nhưng khi Đới Hòa Bân đổi vị trí tấn công thì Vương Đông không truy kích mà là thân thể là bay ngược về phía sau, đứng lên vai của Vũ Hạo vừa vặn né được một chiêu. Nhờ có tinh thần tham trác nên Vương Đông có thể phán đoán tình huống khá là chuẩn xác. Đới Hòa Bân vội vã chuyển thân thể rồi công kích thì là chắc chắn là chính xác sẽ là không cao. Mà sau khi Đới Hòa Bân di chuyển thì thân thể của Thổ Nhã Khiết đã không còn lời ẩn lấp lộ ra trước mắt của Vương Đông. Thổ Nhã Khiết còn chưa hết kinh ngạc, đã là thấy hai cánh của Vương Đông lóe sáng. Từ khi bắt đầu trận đấu đến nay, lúc này Vương Đông mới phát động ra hồn kỹ Điệp Thần Chi Quang. Đây là chiến thuật của cả nhóm. Vũ Hạo và Vương Đông cũng đã nhận định trong tình huống chiến đấu thế này thì không thể ngay lập tức là giải quyết Đới Hòa Bân được. Vì thế mục tiêu thật sự của cả hai chính là Thổ Nhã Khiết. Thế nên cả hai mới bất chấp để cho Vương Đông không có hạ động lực hỗ trợ mà tiếp cận một kích này của Đới Hòa Bân. Tất cả các hành động trên chỉ là để kéo đối thủ vào lưới. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của Đới Hòa Bân phong phú nhưng hắn vẫn là mới là một thiếu niên 12 tuổi. Tâm tư cũng là không thể suy tính quá nhiều. Chiến thuật của Vũ Hạo lại là dựa trên tinh thần tam trác mà tiến hành. Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu không cần lên tiếng. Chỉ cần Vũ Hạo thay đổi phương hướng của tinh thần tam trác là Vương Đông lập tức là tấn công. Từ khi tiến hành sát hạch tân sinh đến lúc này, cả hai mới dần dần đạt được khả năng hiểu ý nhau như vậy. Thôi Nhãn Khiết chỉ là một đại hồn sư nên chắc chắn là không thể ngăn cản được một kích Điệp Thần Chi Quang mang theo hạ động lực này. Đột nhiên hai mắt Thôi Nhãn Khiết lại hiện lên một tia quyết tâm tàn nhẫn. Thần quang đã bắn đến sát người lên cô bé không thể tránh né nữa. Đối Hòa Bân bên kia cũng là không thể ứng cứu kịp nữa rồi. Lúc này Thôi Nhãn Khiết lùi lại, không lẽ tránh, vẻ mặt vô cùng là bình tĩnh. Cả người cô bé đột nhiên hướng đến phía trước, ba đuôi vùng ra. Mục tiêu không phải là Vương Đông mà là Vũ Hạo. Ba đuôi cáo như là ba tia chớp điểm vào ngực của Vũ Hạo.
Đừng thấy ba chiếc đuôi xinh đẹp mềm mại lúc trước mà xem thường, một đòn này của nàng lại là ẩn chứa hồn kỹ công kích. Vũ Hạo nhờ vào tinh thần tham trác nên có thể cảm nhận được sao động hồn lực đang bên trong đuôi cáo. Hồn lực này không những là được ngưng tụ lại mà còn sắc bén như là kim châm, nếu bị đánh trúng chắc chắn là phải chết. Hồn kỹ thứ hai của Thổ Nhã Khiết, Hổ Vĩ Châm. Mà trong ấn tượng của bọn hắn, Vũ Hạo luôn luôn chỉ là đứng một chỗ thì triển ra hồn kỹ thuộc tính tinh thần, ngoài ra chẳng là làm gì nữa. Cũng bởi vì thế, Thổ Nhã Khiết không nghĩ rằng một kích của mình sẽ là thất bại, thế nên tất nhiên là nàng không thể tránh khỏi công kích của Vương Đông. Có điều theo nàng nghĩ, nếu như nàng có thể kéo theo Vũ Hạo làm đệm lưng, kéo hắn cùng bị loại cũng thì xem như là đáng giá. Dù sao có tên gia hỏa Vũ Hạo này, lúc nào cũng là có thể phát động linh hồn trùng kích ở đây, lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến Chu Lộ và Đới Hoa Bân. Trong lúc bọn hắn giao chiến thì trọng tài đã là đi tới gần. Ngay vào lúc đó Vương Đông triển khai ra hai cánh thì hắn đã là di chuyển rồi. Vì để cho 6 đệ tử tân sinh này phát huy toàn bộ thực lực, lên trận đấu này không hạn chế bất cứ năng lực gì của bọn chúng. Chỉ khi nào bọn chúng toàn lực công kích thì các lão sư mới thấy rõ ràng tiềm năng của bọn hắn. Bởi thế, vị trọng tài này không chỉ là một lão sư kinh nghiệm phong phú mà bản thân còn là một mẫn công hệ chiến hồn sư. Tu vi lại đạt được tới thất hoàn chính là hồn thánh, tốc độ của hắn vượt xa đám Vũ Hạo có thể tưởng tượng được. Vào lúc Thổ Nhã Khiết tàn nhẫn hướng Vũ Hạo ra tay, trọng tài cũng đã đến gần, cho dù là vị trọng tài này cũng nghĩ rằng Vũ Hạo và Thổ Nhã Khiết sẽ là đồng thời lock out. Ngay trong nháy mắt vị lão sư này chuẩn bị ra tay, Vũ Hạo liền di chuyển, thân thể hắn tự nhiên là trở lên mờ ảo, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, nhanh chóng lùi về phía sau, kéo theo một đạo tàng ánh. Tốc độ của hắn tất nhiên là không thể so sánh với mẫn công hệ chiến hồn sư Chu Lộ, nhưng đây cũng không phải là chuyện một khống chế hệ chiến hồn sư bình thường có thể làm được, một chút chính là bộ pháp cực kỳ quỷ dị của hắn. Thổ Nhã Khiết sử dụng Hồ Vĩ Châm không thể tìm được mục tiêu chính xác, lực lượng đầy tràn nhưng lại là không thể phát xạ được. Cũng vào lúc này, điệp thần chi quang của Vương Đông đã là chút xuống, không chỉ là đánh về phía cô bé mà còn chia ra một phần chiếu cố Đới Hòa Bân. Hai chân của Vương Đông đang đạp trên vai của Vũ Hạo, thế nên lúc này Vũ Hạo lùi về phía sau, đồng thời cũng là mang theo hắn. Nhưng bằng tác dụng của tinh thần tham trác không hưởng, hồn kỹ của Vương Đông sao có thể thất bại được? Huống chi bản thân của điệp thần chi quang đã là một hồn kỹ cường đại có thể công kích cả phạm vi lớn lẫn là riêng lẻ. Trọng tài vung tay phải lên, đem Thổ Nhã Khiết ra khỏi sân đấu. Vì lão sư này phán đoán cực kỳ là chính xác, Thổ Nhã Khiết đã là không có khả năng đánh trúng Vũ Hạo. Nhưng nếu cứ để cô bé bị điệp thần chi quang đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng là trọng thương. Về phần Đấu Hòa Bân thì hắn cũng là chẳng làm gì quá. Lúc này điệp thần chi quang oanh kích vào bạch hổ hộ thần trướng, phát ra hàng loạt tiếng lổ liên tiếp. Đới Hoa Bân hơi ngồi xuống, một đôi hổ trưởng che lấp đầu, tận lực đem diện tích chịu đòn thu nhỏ lại. Có điều lực công kích của điệp thần chi quang vượt xa hắn có thể đoán được, đây là hồn kỹ được kết hợp từ hai loại hồn kỹ khác nhau, lực công kích mạnh đến lỗi là Đới Hoa Bân không thể nào chịu đựng nổi nữa, bạch hổ hộ thần trướng nhanh chóng vỡ vụn. Làm lấy thời cơ này, không khí xung quanh cơ thể của Đới Hoa Bân trở lên vặn vẹo, tà màu song đồng của hắn đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, hồn hoàn thứ ba bay lên. Thân thể vốn nhờ vũ hồn bạch hổ phụ thể lại trở lên to lớn hơn nữa.